Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Bà Nguyễn Phương Hằng không phục khi Hoài Linh thoát tội ăn chặn từ thiện, quyết đưa mọi việc ra ánh sáng. Diễn biến nóng vụ thương tín tố trị Kim Chi, bên thứ ba lên tiếng vạch mặt vợ chồng nam diễn viên. An Giang đình chỉ công tác 3 cán bộ cảnh sát giao thông can thiệp vào việc phần mềm cấp biển số xe. Bộ Công an triệu tập giám đốc CDC Nghệ An làm rõ nghi vấn liên quan đến công ty Việt Á. Giàn lãnh đạo Đại học Đông Đô hầu tòa vì băng giả 200 người làm chứng. Bắt nữ chủ tịch hội đồng quản trị và hai giám đốc công ty ở thành phố Hồ Chí Minh lừa bán dự án ma chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Ngay sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết cho bản tin ngày hôm nay. Bà Nguyễn Phương Hằng không phục khi Hoài Linh thoát tội ăn chặn từ thiện, quyết đưa mọi việc ra ánh sáng. Tháng 5 năm 2021, Danh hài Hoài Linh đã không may vướng vào ồn ào ăn chặn từ thiện khi bị nghi biển thủ hơn 13 tỷ đồng tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung bão lũ hồi cuối năm 2020. Trước những lùm xùm này, nam danh hài đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Thậm chí nam danh hài cũng đã cung cấp đầy đủ chứng cứ, hình ảnh, các tài liệu liên quan để chứng minh là bản thân trong sạch, cùng với lời khẳng định không làm mẻ một đồng nào của công chúng. Không lâu sau, Hoài Linh nhanh chóng giải ngân toàn bộ số tiền quyên góp chỉ trong khoảng một tuần. Thông báo đã xuất đi 15,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ồn ào việc nam danh hài ăn chặn từ thiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi nhận được tin báo tố giác của các cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định các nội dung tố giác không có dấu hiệu phạm tội. Do đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với danh hài Hoài Linh. Quyết định trên cũng được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp thông qua. Song bên cạnh đó, nhiều khán giả vẫn nhấn mạnh lòng tin ở Hoài Linh không còn khi danh hài ngâm tiền quyên góp cứu trợ của công chúng quá lâu, phải khi đã động đến thì nam danh hài mới có động thái thông báo về việc giải ngân một cư dân mạng bày tỏ quan điểm của mình tội lớn nhất của chú hoài linh là tội chiếm đoạt lòng tin của người hâm mộ tội thờ ơ với những giờ phút khó khăn của đồng bào trong lúc chú chăn ấm nệm êm kêu gọi quyên góp thì ở đâu đó có nhiều người phải chống chọi với lũ sự cấp bách kịp thời của chú ở đâu sau ngần ấy thời gian mọi chuyện đã được khắc phục thì chú lại đi giải ngân đi phát áo phao mì tôm vậy thử hỏi ai còn tin chú nữa người ta không nhắc thì chú tự quên luôn rồi sau khi báo chí đồng loạt đăng tải thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, danh hài Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thì đến tối cùng ngày, người phụ nữ thâu tóm mạng xã hội khiến giới nghệ sĩ điên đảo trong thời gian qua, CEO Nguyễn Phương Hằng đã khẳng định là sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo vụ việc này một lần nữa cho đến khi mọi việc được đưa ra ánh sáng. Trong phần livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định Hoài Linh đã có hành vi chiếm đoạt trọn vẹn số tiền quyên góp từ thiện của Mạnh Thường Quân. Bởi vì tôi lôi chuyện ra thì mới chịu giải ngân chứ không hề có sự tự nguyện từ trước đó. Ngoài ra bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng khi bị bóc phốt thì Nam Danh Hải mới có động thái khắc phục hậu quả của mình là để giảm đi tội trạng của mình. Nếu không thì Nam Danh Hải cũng sẽ im lặng. Đây đơn giản chỉ là hành động khắc phục hậu quả sau khi bị phát giác. Hành động lừa đảo chiếm đoạt tài sản rõ ràng là có thật. Chưa dừng lại ở đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã tuyên bố sẽ làm ra lẽ đến cùng, quyết đưa mọi việc ra ánh sáng. Đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa biết số tiền đó đã chính xác chưa, liệu Hoài Linh có dùng tiền quyên góp của mọi người vào việc riêng hay không? Nói Hoài Linh có tội, chẳng khác nào nói tôi vu khống Hoài Linh. Nhất định tôi sẽ tiếp tục tố cáo vụ này lên tới Trung ương. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Diễn biến nóng vụ thương tín tố Trị Kinh Chi, bên thứ ba lên tiếng vạch mặt vợ chồng nam diễn viên. Mới đây báo chí đã có bài đăng cho biết thương tín nhận trả lời phỏng vấn và tố nghệ sĩ ưu tú Trị Kinh Chi nhập nhàng trong chuyện tiền nong. Ông bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn sau khi biết được đàn em chỉ mới đóng một năm bảo hiểm mà thôi. Thương tín nói, cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi, bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi, chứ đâu phải cho chị Kim Chi đâu. Sau khi vụ việc ồn ào này xảy ra, phóng viên cũng đã liên hệ với người phụ trách hợp đồng bảo hiểm của con gái thương tín để tìm hiểu rõ hơn. Người phụ nữ tên Hạnh khẳng định, khi tư vấn, cả thương tín và vợ đều đã đồng ý nên mới làm hợp đồng. Vì nam diễn viên quá tuổi nên để cho vợ đứng tên mua. Chị Hạnh nói thêm, công ty mình không thu bảo hiểm cho 10 năm cho một lần, vì thế mình đã tư vấn cho thương tín và vợ đóng tiền theo năm. khi đó nghệ sĩ ưu tú chị Kim Chi thay mặt họ đóng tiền và cặp đôi thì cũng đã đồng ý. người phụ trách hợp đồng bảo hiểm của con gái thương tín chia sẻ: tôi không hiểu vợ chồng anh tín đang muốn điều gì. thứ nhất vì hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực, khi nào sang năm sau hay những năm sau nữa mà mất hiệu lực vì chị Kim Chi không đóng phí thì lúc đó hãy nên nói. còn bây giờ tôi đã tư vấn rất kỹ như vậy, công ty bảo hiểm không thể thu một lần nên chỉ có thể đóng theo từng năm hiện tại hợp đồng vẫn đang có hiệu lực thì vợ chồng anh Tín đang nghi ngờ điều gì? Giả đáp thắc mắc chuyện không có hóa đơn, làm giả sổ hồ sơ bảo hiểm, chị Hạnh thẳng thắn cho biết, nguyên tắc hợp đồng phải đúng tên người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và quyền lợi. Công ty còn thẩm định lại xem khách hàng có đủ tài chính, sức khỏe thì mới phát hành hợp đồng, thế nên chuyện làm giả là không thể. Chị Hạnh tuyên bố, hợp đồng bảo hiểm của con gái vợ chồng anh Thương Tín đã là một hợp đồng bảo hiểm thật sự rồi, đã có dấu mộc của công ty và đúng tên người được mua bảo hiểm đúng số phí, đúng quyền lợi. An Giang đình chỉ công tác 3 cán bộ cảnh sát giao thông can thiệp vào việc phần mềm cấp biển số xe. Ngày 23 tháng 12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang. Theo thông tin, trong quá trình thanh tra các mặt công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Công an tỉnh An Giang từ năm 2012 đến năm 2021, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh được cục cảnh sát giao thông bộ công an cài đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký quản lý cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bằng hình thức bấm, nhận biển số ngẫu nhiên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có một số cán bộ có dấu hiệu cố tình can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký quản lý cấp biển số phương tiện giao thông sai quy định. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án đến nay, công an tỉnh An Giang đã đình chỉ công tác với 3 cán bộ cảnh sát giao thông có dấu hiệu liên quan đến vụ án trên. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Nghệ An làm rõ nghi vấn liên quan đến công ty Việt Á. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 12, nguồn tin riêng của tin tức 24 giờ TV cho biết, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã vừa tạm thời giao ông Chu Trọng Trang, Phó Giám đốc CDC Nghệ An, phụ trách trung tâm này kể từ chiều ngày 22 tháng 12. Lý do C03 Bộ Công an vừa yêu cầu ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội, phối hợp để làm rõ thông tin liên quan đến vụ án công ty Việt Á. Trước đó, liên quan đến việc chi tiền ngoài hợp đồng trong vụ án công ty Việt Á, Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính công ty Việt Á, đã khai việc tham gia chi tiền cùng công ty cho các đơn vị CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện. Cụ thể, chi tiền các đơn hàng test COVID, thiết bị y tế, số tiền chuyển khoản rất nhiều, tùy thuộc vào đơn đặt hàng, ít khoảng 500 triệu, nhiều khoảng trăm tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc CDC Nghệ An phủ nhận thông tin trên và khẳng định bản thân không chấm mút hay nhận bất cứ khoản phần trăm nào từ công ty Việt Á. Sáng 20 tháng 12, công an tỉnh Nghệ An đã đến CDC Nghệ An để thu thập tài liệu cũng như hồ sơ 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế do CDC Nghệ An làm chủ đầu tư. Công ty Việt Á là đơn vị trúng thầu. Thông tin từ CDC Nghệ An, đơn vị này đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vật tư sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc Ngoài công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng, 28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á, còn 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại. Trong đó 28 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á được triển khai ở 4 gói thầu, 2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi. Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền là 18,5 tỷ đồng, lúc dịch diễn biến phức tạp nhất tính cấp bách cao. Ra lãnh đạo Đại học Đông Đô hầu tòa vì bằng giả, 200 người làm chứng. Hôm nay 23 tháng 12, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả ra xét xử. Tòa cho triệu tập 200 người làm chứng. 10 bị cáo bị đưa ra xét xử tội giả mạo trong công tác gồm Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng, Trần Kim Oanh, nguyên phó hiệu trưởng, kiêm phó viện trưởng viện đào tạo, Lê Ngọc Hà, nguyên phó hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang, nguyên phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Nguyễn Thị Huệ, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán, Phạm Văn Thùy, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Lê Thị Lương và Ngô Quang Hiển đều là nguyên cán bộ nhà trường. Thẩm phán Phạm Năng Thành ngồi ghế chủ tọa, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Tòa triệu tập 30 người liên quan và 200 người làm chứng, có 24 luật sư đăng ký bảo chữa cho các bị cáo theo cáo trạng quá trình tuyển sinh đào tạo của trường đại học đông đô ông trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm viện trưởng viện đào tạo trường đại học đông đô nhận thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng hai ngôn ngữ anh văn để dùng làm nghiên cứu sinh học thạc sĩ thi tuyển công chức thi nâng ngạch vì vậy cựu chủ tịch hội đồng quản trị đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chỉ đạo ban giám hiệu viện đào tạo và các đơn vị liên quan làm cất văn bằng hai giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu. Cáo buộc cho rằng từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, ông Hùng và đồng phạm đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho 341 trường hợp thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng giấy chứng nhận giả về việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý, theo quy định, 221 trường hợp khác được cấp văn bằng giả, xác định được họ tên, tuổi, người nhận bằng nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác. Bị can Trần Khắc Hùng được xác định là người có vai trò chủ mưu nhưng đã bỏ trốn, đến nay việc truy nã chưa có kết quả nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Trước đó trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học Đông đô Hà Nội. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng cần yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hậu quả những trường hợp đã sử dụng bằng giả để thi tuyển công chức, bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và sử dụng vào những việc khác. Trong đó ngoài xử lý việc dùng bằng giả, cần đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm của đảng viên công chức viên chức khi sử dụng bằng giả. Yêu cầu các cơ quan tổ chức đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm túc và thông báo kết quả xử lý bằng văn bản trước khi kết thúc điều tra để có căn cứ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Bắt nữ chủ tịch hội đồng quản trị và hai giám đốc công ty ở thành phố Hồ Chí Minh lừa bán dự án ma chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đoàn Vũ Linh 30 tuổi, quê ở Bình Thuận, Đồng Thị Kim Loan 47 tuổi, ngụ quận Bình Tân. Nguyễn Thị Huyền Châu 39 tuổi, ngụ tại quận 7. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, Linh là tổng giám đốc công ty cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn, Loan là chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật công ty cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn và Châu là tổng giám đốc công ty APD. Các bị can này đều liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn, trụ sở tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các quyết định trên đều đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Theo quyết định điều tra ban đầu trong thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 4 năm 2019, thông qua công ty APD là môi giới, công ty đồng tiến Sài Gòn do Linh làm đại diện đã ký 51 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán đất nền khu dân cư Galaxy Long Hải cho 34 khách hàng. Giá mua theo hợp đồng là hơn 32 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu về là gần 29 tỷ. Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm bán đất nền dự án Galaxy Long Hải cho khách hàng, các cá nhân Nguyễn Đoàn Vũ Linh, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Huyền Châu và công ty Đồng Tiến Sài Gòn không phải chủ sở hữu đối với thửa đất 273 từ bản đồ 34. Thời điểm này, công ty cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn chỉ mới ký hợp đồng mua thửa đất với vợ chồng ông Ma Xuân Thắng nhưng không ra công chứng và sang tên theo quy định. Công ty cũng không được cấp phép đầu tư dự án Galaxy Long Hải. Dù vậy các bị cáo vẫn quảng cáo gian dối như đây là dự án có thật, có đầy đủ pháp lý, hiện đã có sổ đỏ từng lô, được phép xây dựng tự do, đường nội bộ 9m đến 10m để khách hàng tin tưởng và đặt mua. Sau đó thì các đối tượng này đã ký kết hợp đồng với 51 hợp đồng, 34 khách hàng, thu số tiền lên tới 29 tỷ đồng và chiếm đoạt không hoàn trả theo cam kết. Đến hiện tại, công an đã nhận được đơn tố giác tội phạm của 25 nạn nhân, tố cáo số tiền bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!